Trước mắt các bạn là một chiếc xe tải nhẹ, trọng tải 990kg, cao cấp nhất của hãng xe Đông Ben. Nay được chuyển tên thành SAM. Và phiên bản này là một trong những cái phiên bản mới nhất đời 2021, mới sản xuất thôi, chưa qua trưng bày của chúng tôi. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về một trong những cái sản phẩm tốt nhất của Đông Ben, đó chính là chiếc xe Đông Ben T30, phiên bản hoàn toàn mới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ô tô thiện nhân. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về một cái sản phẩm xe tải nhẹ, trọng tải là 990kg. Bản thân nó, xe sexy là trọng tải nó là 1 tấn 150kg. Và sau khi đóng thùng thành cái thùng như thế này thì trọng tải của nó được giảm xuống còn 990 cân. Đây là một trong những cái sản phẩm xe tải nhẹ tốt nhất của Đông Ben hiện tại đang có trên thị trường. Xịn nhất, nhiều công nghệ nhất và thùng dài nhất của Đông Ben. Đấy, tất cả những cái nhất nó đều tập hợp ở cái sản phẩm này. Thì cái sản phẩm mới đời 2021 này các bạn sẽ nhìn thấy một cái điều rất là khác biệt so với những cái đời cũ hơn, đó chính là cái logo SAM nó được thay thế cái logo Đông Ben trước kia. Đây này. Đây là cái logo mới của nó này. SAM màu đỏ được dán chắc chắn ở trên thành xe như này, nó sẽ không bị sau một thời gian thì nó sẽ không bị rơi mất. Đó. Hệ thống đèn pha bằng bi xe lông vẫn được giữ nguyên. Hệ thống lưới lọc, lưới tản nhiệt, lưới lấy gió giống như những chiếc xe BMW. Mình gọi đây là cái sản phẩm là BMW X. Xin lỗi các bạn, BMW T30 của Đông Ben. Đó, cái sản phẩm này đời 2021 thì chúng ta có thể nhận diện bằng cái logo SAM. Thứ hai là cái sản phẩm này với cái dung tích động cơ là 1.5 lít, tiêu chuẩn khí thải là Euro 5 rồi, nhưng mà nhà máy vẫn để nó là Euro 4 thôi, tại vì là hiện tại là cái gì đi quá sớm, đi quá khác biệt thì sẽ bị soi. Đó là một trong những cái ưu điểm, đó là một trong những cái mới của cái sản phẩm này. Euro 5 tiết kiệm nhiên liệu hơn, nó tiêu thụ chỉ từ khoảng 6,5 lít cho 100 cây thôi, so với cái đời cũ ấy thì là nó sẽ tiêu thụ khoảng 7,2 lít, thì cái sản phẩm này tiết kiệm hơn một chút. Thì đây là cái sản phẩm thùng tôn kẽm. Cái thùng này nó dài 2m9, cao 1m680, nó gần 1m7 đấy, và rộng 1m7. Hệ thống lốp không xăm to nhất trong tất cả các dòng xe Đông Ben, 175R14, và các sản phẩm khác thì chỉ sử dụng 175R13 thôi. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem qua cái chất lượng khung gầm của cái sản phẩm này. Không phải tự nhiên mà cái sản phẩm Đông Ben T30 lại được coi là một trong những cái sản phẩm xe tải nhẹ tốt nhất của Đông Ben, với hệ thống khung gầm cực kỳ chắc chắn. Các bạn nhìn đúng không ạ, cực kỳ to bản, chắc chắn, dày, thoáng đãng, cao. Như này cho phép các bạn là cái khoảng sáng gầm của nó là rơi vào khoảng 40cm nhé. Các bạn có thể lội nước an toàn ở một cái mức nước lên tới 70cm. Đây này, các bạn nhìn cái khoảng này của nó lên đến 70m luôn. Okay. Tiếp theo là các bạn nhìn này, cái hệ thống nhíp rất là to bản, lớn. Đó, không phải tự nhiên mà đây là một trong những cái sản phẩm mà xe tải nhẹ tốt nhất của Đông Ben đâu. Nó có rất nhiều thứ cao cấp ở trên cái chiếc xe này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái thùng. Thì đây các bạn nhìn cái thùng xe này, cái thùng dài 2m9, cao 1m680 và rộng là 1m6. Đó, các bạn nhìn đấy, rộng 1m6 luôn. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà có cái thùng dài nhất trong tất cả chiếc xe Đông Ben hiện tại đã có trên thị trường. Với cái phiên bản đời 2021, các bạn nhìn đằng sau lưng các bạn thấy có điều đặc biệt đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta đã có một cái bộ camera hành trình lùi chính hãng của nhà máy ở đây. Đó, các bạn nhìn đúng không ạ? Hàng này hàng chính hãng nha, hàng đóng thuế VAT đầy đủ của nhà máy. Chúng ta sẽ có một cái cảm biến lùi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Cảm biến lùi này. Hai cảm biến lùi. Đây nữa. Đó. Cảm biến lùi. Mình sẽ đóng cái này vào. Thì cái sản phẩm này là khi giao đến tay khách hàng ấy thì mới được lắp bạt, hiện tại thì cũng không được lắp bạt. Để như này thì cho các bạn nhìn được cái xe cụ thể nó như thế nào. Đó. Đây thì mình đóng vào nhé. Đó, các bạn nhìn đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi vào khoang cabin để chúng ta xem về cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này thì có 3 màu cơ bản: trắng, bạc và xanh, vẫn rất giống những cái chiếc xe Đông Ben khác thôi.
trắng, bạc và xanh. Ba cái màu đấy là ba cái màu cơ bản của nhà sản xuất mà các bạn không phải chịu thêm chi phí khi chúng ta sơn. Đó. Thì cái phần sản phẩm này là nổi bật, các bạn nhìn này, với cái cabin nó hoàn toàn mới. Cabin này giống với những cái chiếc xe Đông Ben X30 đời mới của nhà máy Đông Ben luôn. Đó. Cabin đời mới được mạ chrome dài, trải dài từ đằng kia, đằng ngoài kia vào tận trong này. Chúng ta có hệ thống camera lùi, có cái cảm biến lùi chính hãng của nhà máy ở trong này. Còn cái camera này hoàn toàn có thể kết nối được với điện thoại của các bạn nhé. Thì đó là một trong những cái đặc biệt. Thì với cái xe thế hệ mới này, động cơ mới, rất nhiều trang thiết bị mới, đây là một trong những cái sản phẩm rất đáng sở hữu trên thị trường. Đó, ở đây nó có sự đồng bộ của nó rất là tuyệt vời, từ cái tay vô lăng này, các bạn nhìn này, logo SRM cho đến cái chìa khóa nó cũng được đồng bộ rất nhiều. Chìa khóa nó cũng là chìa khóa SRM. Đó. Thì cái sản phẩm này đầy đủ với kính điện, trợ lực lái điện, khóa điện, mọi thứ không thiếu một cái gì cả. Không phải tự nhiên, nó là một trong những chiếc xe tốt nhất của Đông Ben. Với cái giá vô cùng phải chăng, từ khoảng hơn 200 triệu để sở hữu một chiếc xe như này thôi. Nếu các bạn quan tâm đến nó, muốn biết chính xác nó giá bao nhiêu, cụ thể nó như nào, các bạn có thể để lại số điện thoại ở bên phần comment, hoặc là gọi cho mình theo số điện thoại 0987 333 22. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.